Hi, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video đi rừng tiếp theo của em nha. Hôm nay Út Nguyễn nó nghỉ nha mọi người, Hải Yến là thế này. Hải Yến núp gió chờ bão nửa năm nay mới quay trở lại. Quay lại coi Hải Yến. Đó, Hải Yến á, ghê. Hải Yến này đi bữa đầu tiên thấy địa hình này cũng lan ngang ốc mọi người. Không biết coi. Không biết có chinh phục được cái thử thách đâu, không biết. Ghê. Quá nguy hiểm. Mẹ số 1 nha mọi người. Đó, coi này hàng chân rễ. Môi theo xuống đây mà nó được có một rễ chỉ ra mọi người, ngang vị trí rồi. Quyết định cắt ngang đây nha. Còn đi xuống nữa thì nó nhỏ lần nhưng mà nó không có rễ, không có rễ chỉ. Cắt ngang đây. Đầu ra trên này thì nó cũng không có rễ mọi người, do nó ló ở trên đó. Nó có nằm ở dưới nó không có ra rễ nên trồng ngược nó cũng khó. Đó, coi này dòng lá tròn. Cái tim rất là đẹp mọi người. Lá này. Lá bao đẹp luôn. Trời đang mưa nha mọi người. Mưa lâm râm. Nó dòng lá tròn trái tim. Máy ok luôn. Rồi trái tim. Quá đẹp. Lá tròn giò luôn. Còn do như chữ O nha. Coi số 1 đã xong nha mọi người. Đây. Đó, được hai cái rễ. Đi ra một cái rễ nhỏ ở dưới này mọi người. Đó. Cái đầu rồi thì nó nứt nhiều nhánh mọi người. Trên núi thì đồ nghề nó ít, không xử lý được đó. Nó về nhà em xử lý lại nha. Để tuốt luôn hết này. Gốc nó thì tầm con chân cái nha mọi người. Chiều cao khoảng 45 nha. Mẻ số 2 nha mọi người. Đó là hàng cú. Cú cục. Quá là nghệ thuật phôi luôn. Đó. Cái này trồng ngược nha mọi người. Trồng ngược nó rất là nghệ thuật luôn. Cú cục. Mọi người. Nó lên 4 thân này, lá này cũng dòng lá tròn nha, rất ok mọi người. Lá đẹp. Chào mọi người, em đã xé tàng xong nha. Cũ rồi thì tầm khoảng chân cái nha mọi người, chiều cao tầm khoảng cỡ 5-6 cm vậy đấy. Mẹ số 3 nha mọi người. Đó, coi ra được 2-3 cái chân rễ rồi đây. Đi xuống này. Thần lách nha. Dữ dằn luôn. Coi rồi thì gốc nó tầm ngón tay cái em nha. Chiều cao khoảng cỡ 35. Học Yến đang mồi như con ó. Coi ra dòng lá trái tim. Gió như điên. Xé tàng xong nha mọi người. Ui da. Khiến nó quá bắn luôn. Mẹ số 4 nha mọi người. Dáng rất hay luôn. Dáng cò, dáng chim gì đây. Hai chân. Đó, cái đó là cái cành mọi người. Cành nó chạy ra đây. Còn có rễ luôn này. Đó, có rễ luôn, mình nói mình làm rễ luôn. Đó. Lấy thân làm gốc. Đó.
lấy hơi gốc làm ngọn, hơi gốc làm thân đó, trồng dựng lên lấy cái đây làm ngọn mọi người đó. Còn cái đầu của đây thì rễ tua luôn nhà trời luôn, mặt lé ra đây, lá trái tim bao chê à quên bao phê nha mọi người, à, quá ok, lá to, lá to trái tim. Quá phê chữ E luôn mọi người. Đã xé tan xong nha mọi người. Đây, được cái dáng như thế này. Quá là bánh luôn. Quá là nghệ thuật phôi luôn mọi người. Hai chân bốn cạnh nhún nhảy, gốc nó thì tầm ngón tay cái em nha mọi người. Đây. Chiều cao thì tầm khoảng cỡ 40. Đấy. 40, quá nghệ thuật phôi luôn. Mẹ số 5 nha mọi người. Dâu bèo, quá như điên. Cái này trồng gược. Hai cái rễ đi xuống đó. Còn rễ cám thì rất là nhiều nha mọi người đó, trồng ngược nó coi cú dần lên rất là nghệ thuật phôi luôn, hoành nó nghi cú đây tầm ngón tay cái nha mọi người, cao tầm khoảng cỡ 16-17 gì đấy đó. Trồng dài chứ còn trồng dài thì giống như căng né mọi người không hay đó, mạch lé đây lé trái tim tròn quá ok luôn. Đã bấm xe tàn xong nha mọi người đó. Rất là nghệ thuật phôi luôn. Mẹ chút xíu nha mọi người đó, chân rễ co lách các kiểu luôn, như khúc lòng lợn. Con này thì trồng xu nha mọi người, trồng đúng dáng thế của nó nha. Gốc thì tầm ngón tay trỏ em nha mọi người, chiều cao khoảng cỡ 30. Đây có hai bè đầu rễ đi xuống. Mạch lé ra này, lé tròn. Quá ok luôn. Đẹp không tờ? Quá đẹp luôn tờ. Quá là nghệ thuật phôi luôn. Lá toàn nha mọi người. Xẻ tàn xong nha mọi người. Quá là nghệ thuật phôi luôn. À, mẹ bẫy nha mọi người. Con nào được hai chân rễ. Lách. Con nào trồng đúng nha. Chiều nó nha mọi người, không ngược nha. Đó, hai chân rễ đi xuống. Đây có đầu mầm này. Con này thì hãy dưỡng mọi thứ rồi mọi người. Ồ, nó sẽ chơi xấu nó bó cái mồi theo. Đây, mạch lé nó này. Lé này cũng ok, lé tròn. Con này thì gốc nó tầm ngón tay cái em nha, chiều cao khoảng cỡ 30 nha mọi người. Hai chân rễ lách. À, mẹ số 8 nha mọi người.
đó, hàng collect các kiểu luôn. Nó có 3-4 cái chân rễ đi xuống này mọi người đó, coi là trồng xuôi nha, đúng kiểu của bài của nó nha, đó 3-4 chân rễ lách. Còn này thì gốc nó tầm con tay cái em nha mọi người, chiều cao khoảng cỡ 45 đó, tầm khoảng 45, quá dữ luôn, dòng lá trái tim rất là đẹp, bao đẹp luôn lá này, quá đẹp. Đó, quá ok nha mọi người. Chờ từ. Ôi. Ôi về đi ngủ đi. Đó, quá đẹp mọi người. Xanh bóng luôn. Về ngủ lăn quăng gì nữa từ. Đó, quá dữ. Em đã xé tàn xong nha mọi người. Đầu nó đang có rễ, dài rễ kém li ti. À, coi số 9 nha mọi người. À, một cú hải châu. À. Cú cục collect. Giót ngọn nha mọi người. Đó, nhìn rất hay luôn. Giót cổ cò. Cú rất là to nha, cú ngay vị trí đó nó tầm bằng chai keo liền xẹo nha mọi người. Đây. Quá dữ luôn. Cao tầm khoảng cỡ 20 đó. Mọi người không thích thì cắt bỏ thấp xuống chút cũng được. Cú rất là bự luôn. Đó, nó có cái lũa nha mọi người, lũa nhỏ. Mặt lá nó đây. Lá trái tim nha. Quá ok luôn. Trái tim. Quá đẹp. Xé tàn xong nha mọi người. Nhìn coi rất là lực luôn. À, coi mẹ số 10 nha mọi người. Coi này à, chân rễ nó cong như là xo luôn. Rồi mọi người xem này. Xuống này nó đi 2-3 rễ nha. 1-2 3 rễ, được 3 rễ mọi người. Con này thì trồng ngược, trồng xuôi cũng được. Đó, trồng xuôi thì được 3-4 chân rễ này, còn trồng ngược thì nó không có rễ cám. Đó, đây. Cám té là em bình nè. Trồng ngược khá hay. Trồng xuôi. Ghê. Xuôi này. Quá nghệ thuật phôi luôn. Ở đây cũng dòng lá tròn luôn mọi người. Nó cũng giống như mẻ số 8, số 9. Lá nó một chỗ y xì luôn. Một loại lá mọi người, một mị nó đi ra đó. Rất ok luôn, lên dữ tờ. Rồi để xé tàn nha mọi người đó. Được như thế này, chiều cao khoảng 30, góc tầm khoảng tỷ cái nha đó. Coi này, ép đá được xui gì vẫn hay. Mẹ 11 nha mọi người. Đó, con này được 2 chân rễ lách. Quá nghệ thuật luôn. Con này thì góc nó tầm khoảng chân cái em nha, chiều cao tầm khoảng 20 nha mọi người. Mặt siêu nó có cái lũa nhỏ chỗ đây. Lũa nhị xíu. Yeah. Rất là nghệ thuật luôn. Con thì lé nó cũng y như coi coi. Số 9-10-11 chín mười nha mọi người. Đây một chỗ luôn, dòng lá tròn, một kiểu lá hết.
xé tan xong nha mọi người. Đó, nhìn rất là nghệ thuật phôi luôn. Mã số 12 nha mọi người. Chân rễ collect các kiểu luôn. Đó. Đi xuống nó có ba cái chân rễ nha mọi người. Đó, một chân nhỏ này, hai chân lớn này, đó. Collect rất dữ luôn. Giữ gìn con mà chèn, trồng ngược trồng xuôi cũng được luôn. Đầu trên cũng có rễ cám rất nhiều nha mọi người. Đó. Coi quá là nghệ thuật luôn. Collect dữ không? Quá là nghệ thuật phôi luôn. Con này gốc nó tầm ngón chân cái em nha mọi người. Chiều cao tầm khoảng cỡ 60 nha. Dòng lá tròn. Quá ok luôn. Lá này mọi người quá đẹp. Lá tròn. Đây là 1 kiểu lá mọi người. Kiểu lá dưới 90, 11 y xì hết. Quá là nghệ thuật lá luôn mọi người. Lá gốc nó vẫn tròn. Rồi em đã xé tàn nha mọi người. Rồi lứt rất dữ luôn. Tờ giờ được rồi. Ơi mọi người, hôm nay em tổng kết tổng solo phôi hải châu mini lá nhỏ của Ngọc Yến nha. Ngọc Yến này. Đó. 3 chân 4 cây nha. Được xíu mẻ nha mọi người. Tổng lô Ngọc Yến được xíu mẻ. 3 chân 4 cánh rồi lùng lực gì cũ cọc gì các kiểu luôn. Ngọc Yến được xíu mẻ mọi người. Mẻ đầu tiên, hàng cũ nha. Đó. Cũ bị. Cũ rất to luôn. Đó, tầm như thế này, rất ok luôn. Gốc nó tầm ngón chân cái nha, chiều cao tầm khoảng cỡ 5-7 cm gì nữa mọi người. Gốc thứ hai. Đó, rất là nghệ thuật phôi luôn. Collect các kiểu, gốc này thì tầm gốc nó tầm ngón tay cái em. Cao khoảng cỡ 15. Gốc số 3. Dáng thú dáng đồ gì đó em biết đấy, hai chân. Collect các kiểu. Cục này cũng rất to ngón chân cái em nha mọi người, cao khoảng cỡ 15. Số 4. Số 4 hàng là con chân rễ, đó, collect các kiểu luôn. Giót ngọn nha. Gốc nó thì tầm ngón chân cái em nha, cao khoảng cỡ 20. Có số 5, hai chân collect. Hai chân collect có cái đầu bò đầu ngựa nó đó mọi người. Rất là nghệ thuật phôi luôn. Hoành như vị trí là toàn con chân cái nha, cao khoảng 20 luôn. Có số 6. Dáng thú dáng đùi đó mọi người. Ngóc đầu lên này. Ba chân bốn cánh. Rất là nghệ thuật luôn. Đó. Cũ ngang cái chỗ vị trí là tầm bên chạy keo nha mọi người. Chưa, bên chạy keo. Cao khoảng hơn 20. Hả? Cái nhà tề không? Chứ trên này nói gì tề. Đồ đâu tề thật. Rồi, tổng số phôi của Ngọc Yến là 6 phôi nha mọi người. Ngọc Yến giao lưu là 400k bao ship nha. 400k, bùm 6 phôi nha. Của chú anh chị nào yêu thích thì cứ alo cho Ngọc Yến. Ông alo cho em. Đó, còn của em là được 12 mẻ nha. 12 mẻ. Lớn nhỏ gì, đẹp xấu các kiểu gì đó. Ông em kết thúc video tại đây luôn. Của chú anh chị này yêu thích thì cứ alo và số điện thoại kết bạn thông qua số Zalo nha. Xin kết thúc video luôn. Tết lập.